Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Nga sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraine nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện tại, đồng thời kêu gọi châu Âu đừng yếu đuối và hãy lên dây cót sẵn sàng đối phó. Trong khi đó, ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow mong muốn đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa nhằm bảo đảm an ninh Nga và muốn chắc chắn rằng các cuộc đàm phán sẽ không tạo cơ hội và thời gian để Kiev xốc lại lực lượng. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Nga sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraine nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện tại, đồng thời kêu gọi châu Âu đừng yếu đuối và hãy lên dây cót sẵn sàng đối phó, hãng Reuters đưa tin. Ông Macron nói, nếu Nga thắng cuộc chiến này, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống bằng không. Ông cũng cho biết bản thân rất không đồng ý với các nhà lãnh đạo, phe đối lập, những người chỉ trích ông là hiếu chiến. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, quyết định bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu chống lại việc ủng hộ Ukraine không phải là chọn hòa bình mà là chọn thất bại. Nếu xung đột lan rộng ở châu Âu, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chúng ta quyết định yếu đuối, nếu hôm nay chúng ta quyết định không đáp trả, thì đó chính là thất bại. Ông Macron nhấn mạnh rằng Nga nên dừng cuộc chiến này, rút lui và tạo điều kiện cho hòa bình. Ông cũng cho biết Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên thực địa và cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh. Ông Macron nói, hòa bình không có nghĩa là Ukraine phải đầu hàng, muốn hòa bình không có nghĩa là thất bại và cũng không có nghĩa là bỏ rơi Ukraine. Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Macron. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 14 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 14 lần nã tên lửa, 103 lần không kích, 45 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều khu chung cư, hộ gia đình và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 68 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivestchina và Slobozhanchina, miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu vực định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mình dọc biên giới tỉnh Belgorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkov bị tấn công. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 75 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại thành phố chủ lực Liman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua. Tại tỉnh Zaporizhia, quân trên bộ của Nga 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine tại làng Robotyne và phía tây làng Vebove. Khoảng 20 khu định cư ở khu vực này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân Nga. Tại tỉnh Kherson, quân Nga cố gắng tấn công các vị trí của quân Ukraine nhưng không thành công. Các lực lượng Moscow nã pháo, binh và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Kherson bao gồm Levivske, Ivanivka, Sadove, Onhivka và Mykolaivka. Theo Ukrinform, Nga mở thêm một trục tấn công mới ở làng Vremitsky thuộc thành phố Orykhiv, Zaporizhia. Nga chặn loạt UAV, đoàn lính Ukraine xâm nhập biên giới. Theo hãng thông tấn TASS, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai loạt máy bay không người lái UAV tấn công tỉnh Belgorod vào sáng 14 tháng 3. Đòn tấn công của Kiev khiến một người chết, 12 người bị thương, có 2 người trong đó đang nguy kịch, một cơ sở y tế, 8 chung cư, 14 nhà dân và 53 ô tô bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng trong ngày qua, phía Nga bắn hạ khoảng 40 UAV của Ukraine tại không phận Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Moscow trong ngày qua ngăn chặn một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập vào khu vực biên giới của Nga thông qua khu định cư Spodaryushino ở Belgorod. Bộ này cho biết nỗ lực xâm nhập của phía Ukraine đã thất bại và quân Ukraine phải chịu tổn thất lớn. Theo đó, khoảng 195 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà phá bom mìn UR-77 và 3 xe dọn chướng ngại vật kỹ thuật đã bị phá hủy. Ở mặt trận Donetsk, quân Nga hạ hơn 775 binh sĩ, phá hủy nhiều xe tăng, xe cơ giới của Ukraine, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, trạm radar, phản pháo ANTPQ-36.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng không quân Nga ngày qua bắn hạ 8 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và hệ thống phản pháo lực bắn loạt RAD, một loại bom thông minh do Pháp sản xuất, và 136 UAV của Ukraine, tính cả 40 UAV ở Belgorod. Theo bộ này, trong ngày qua, các lực lượng máy bay tác chiến, chiến thuật UAV tên lửa và pháo binh Nga tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 108 khu vực khắp chiến tuyến. Ngày 13 tháng 3, trả lời phỏng vấn Đài Rossiya Segodina, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow mong muốn đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa nhằm đảm bảo an ninh Nga và muốn chắc chắn rằng các cuộc đàm phán sẽ không tạo cơ hội và thời gian để Kiev xốc lại lực lượng, Đài Russia Today đưa tin. Bên cạnh đó, ông Putin nói rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với chủ quyền và độc lập của Nga. Khi được hỏi liệu Moscow có từng cân nhắc việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine hay không, ông Putin nói rằng điều đó không cần thiết. Cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân thì Nga cũng sẽ làm như vậy. Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh rằng sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào ở Ukraine cũng như việc chuyển giao vũ khí của phương Tây sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và không ngăn cản Moscow đạt được mục tiêu của mình. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào nhiều khu vực của Nga vào sáng sớm 13 tháng 3, song hầu hết các UAV này đã bị bắn hạ, theo Đài Russia Today. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này bắn hạ ít nhất 136 UAV trong ngày 13 tháng 3. Đáng chú ý, trong cuộc tấn công này, một số UAV đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của Nga và nhắm vào một nhà máy dầu ở tỉnh Ryazan, khiến hai người bị thương và cơ sở này bốc cháy. Ngoài các tỉnh Belgorod và Bryansk của Nga giáp biên giới Ukraine, tỉnh Voronezh đã ghi nhận 29 UAV tấn công ở khu vực này, nơi cách xa biên giới Nga-Ukraine như tỉnh Leningrad, Tây Bắc nước Nga, cũng đã bị một UAV tấn công. Trước đó, vào ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 25 UAV đã bị bắn hạ ở 7 khu vực, trong đó có tỉnh Moscow và Leningrad. Trong ngày 12 tháng 3, một số nhà máy lọc dầu đã bị tấn công, gồm một nhà máy tỉnh Nizhny Novgorod, một nhà máy ở thị trấn Kirishi ở tỉnh Leningrad và một máy bay ở tỉnh Orion. Cập nhật chiến sự ngày 13 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày qua, Ukraine và Nga đã xảy ra 70 cuộc giao tranh. Quân Nga với sự hỗ trợ của không quân đã thực hiện 19 lần tấn công nhằm chập thủng phòng tuyến Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform. Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trên các hướng giao tranh bấy lâu giữa hai bên, gồm hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, thành phố Liman, Bakhmut, Avdiivka và làng Novopavlivka, tỉnh Donetsk, một số khu vực ở tỉnh Zaporizhia, như phía tây làng Vebove, Robotyne, tản ngạn sông Dnipro, tỉnh Kherson. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thừa nhận tình hình chiến sự ở miền đông và nam nước này vẫn đang rất khó khăn, nhất là ở quanh Avdiivka. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 13 tháng 3, Ukraine mất 245 lính, một xe tăng, một hệ thống phòng không Strela-10, một số hệ thống pháo và xe cơ giới trong các trận chiến với quân Nga ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh vẫn xảy ra ở các điểm nóng bấy lâu, trong đó đáng chú ý là ở hướng thành phố Kupiansk, Ukraine mất 250 lính trong ngày, 7 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất cùng nhiều trang thiết bị khác. Một điểm nóng đáng chú ý nữa là ở Avdiivka, quân Nga chặn 12 cuộc tấn công của Ukraine khiến Kiev mất 460 lính, 1 xe tăng, 17 xe cơ giới cùng một số trang thiết bị quân sự khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.